Dạ kính thưa hai cô, là sáng nay thì cháu sẽ đưa hai cô đến tham quan di tích trại Kháng Hải. Đây là trại giam mà thực dân Pháp đã cho xây dựng đầu tiên ở trên côn đảo vào năm 1862, và đây được xem là trại giam cổ nhất của hệ thống nhà tù côn đảo. Và dưới thời thực dân Pháp thì thực dân Pháp gọi trại giam này là banh một. Banh theo tiếng Pháp có nghĩa là trại giam, và có một nghĩa bóng là địa ngục đồng quê. Nhưng mà đến sang thời Nguyễn Huệ thì với âm mưu là xáo trộn liên lạc với những người tù thì Mỹ Ngụy đã cho đổi rất nhiều tên gọi, và tên gọi cuối cùng là trại Kháng Hải. Và khi mà mới cho xây dựng trại giam thì lúc đó thực dân Pháp chỉ xây tạm thời bằng vách đất và mái tranh thôi. Và sau đó thì thực dân Pháp đã cho chỉnh trang trại giam để kiên cố lại vào năm 1896. Và như chúng ta nhìn thấy hiện tại là có 10 phòng tập thể đây nằm đối diện với nhau. Mỗi bên như thế là gồm có 5 phòng. Và góc cuối của khám giam phía bên tay trái này có một nơi để phạt người tù làm lao động khổ sai, và địch gọi nơi đó là hầm khổ sai siêu lớn. Và góc cuối của khám giam phía bên tay phải này là nơi đã ra đời bài thơ Đập Đá Côn Lôn do nhà yêu nước Phan Châu Trinh sáng tác. Và nối liền hai dãy khám giam thì có 20 xà lim, hay còn gọi là hầm đá, dùng để biệt giam, cấm cố những thành phần tù nguy hiểm hoặc là những người mà vượt ngục bị bắt lại. Và sang thời Nguyễn Huệ thì Nguyễn Huệ tiếp tục cho xây dựng thêm một số công trình như chúng ta nhìn thấy đây. Ví dụ như bên này là có giảng đường, đây chính giữa là có nhà nguyện, ở phía sau là có nhà ăn, câu lạc bộ, phòng cắt tóc, bệnh xá. Những công trình này khi mà Nguyễn Huệ xây dựng nên thì chỉ mang tính chất là nữ dân cá thôi, chứ thật ra thì người tù không có được sử dụng. Và do là 10 phòng ở đây là giống nhau cho nên là chúng ta sẽ vào tham quan một phòng điển hình. Phòng giam này ở thời Nguyễn Huệ thì người tù mệnh danh đây là phòng chết điển hình của trại giam, tại vì số lượng tù nhân hy sinh ở phòng giam rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong mình tham quan phòng số 6. Trong một căn phòng như thế này thì thời thực dân Pháp địch sẽ giam từ 80 cho đến 120 tù nhân. Nhưng mà đến sang thời Nguyễn Huệ lúc cao điểm nhất thì có thể giam giữ đến gần 200 người tù. Nhưng mà số lượng mô hình tượng ở đây như chúng ta nhìn thấy là chỉ có hơn 90 mô hình tượng thôi. Mà mình nhìn thấy là đã kính tất cả các bệ rồi. Cho nên là khi mà số lượng tù nhân mà tăng lên gấp đôi mà tù nhân nằm ở trên bệ không đủ thì phải nằm trực tiếp ở dưới nền xi măng. Bình thường thì tù nhân có thể đi lại tự do ở trong phòng, sau đó đi vệ sinh vào gốc ở bên trong. Nhưng mà khi ở trong đất liền có xảy ra biến động hoặc là ở côn đảo mà có bất kỳ cuộc vượt ngục nào diễn ra thì tù nhân sẽ bị còng xiềng cấm cố lại. Và khi bị còng lại, họ đi vệ sinh tại chỗ vào trong cái thùng gỗ đây. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy số lượng tù nhân rất là đông. Nhưng mà trung bình đó là địch chỉ bố trí từ 2 đến 3 thùng gỗ. Ví dụ như đêm khuya tù nhân mà nằm ở cuối ốc kia mà lúc đó muốn đi vệ sinh thì phải đánh thức tất cả những người bạn tù của mình dậy để truyền cái thùng gỗ lần lượt đến thay mình. Do đó mà một đêm mà chỉ cần 2 hoặc là 3 bác muốn đi vệ sinh thì có thể nói là tất cả những người tù khác khó có thể mà ngủ yên giấc được. Và chưa kể đến cái việc mà nếu như cái thùng vệ sinh đầy rồi mà chuyển như vậy thì phân và nước tiểu sẽ sóng sến và sẽ tràn ra ngoài và sẽ bê bết lên những thân hình của những người tù mà nằm ở dưới nền nhà. Tại nhà tù côn đảo lúc bấy giờ có hai căn bệnh tràn lan cả đảo mà không có thuốc điều trị. Thứ nhất là bệnh sốt rét, và thứ hai là bệnh kiết lỵ do tình trạng vệ sinh tồi tệ như thế này. Ở đây thì bên trên chúng ta sẽ nhìn thấy có hàng rào kẽm gai. Thực chất thì hàng rào này thời thực dân Pháp không có. Nhưng mà sang thời Nguyễn Huệ tại phòng giam số 3 đã xảy ra một cuộc vượt ngục. Và sau cuộc vượt ngục đó thì địch đã cho dăng dây thép gai kín nóc tất cả các trại giam. Và khi đến phòng giam số 3 thì em sẽ kể chi tiết về cuộc vượt ngục này. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài, mình tiếp tục đến tham quan một số điểm ở phía dưới. Hai trăm sáu mươi.
Ở phòng giam số 7 này thì cấu trúc cũng giống như phòng giam số 6 và nơi đã giam giữ một số đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của đảng và nước ta. Như ở đây chúng ta có thể nhìn thấy phòng giam số 7 đã từng nơi giam giữ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Khi mà bác Phạm Hùng bị đài ra nhà tù Côn Đảo thì lúc đó là bác bị giam ở phòng giam số 7 này là đầu tiên. Và lúc đó thì bác đã tập hợp được một số lực lượng tù thường phạm để mà đứng lên đấu tranh đòi cải thiện chế độ lao tù. Khi mà bác bị giam ở phòng giam số 7 thì cùng với một số đồng chí khác đã tổ chức rất nhiều lớp học ở trong tù để mà giáo dục những người tù thường phạm học văn hóa cũng như là giáo dục đảng viên về chủ nghĩa Mác Lênin. Và bác Phạm Hùng thì cùng với một số đồng chí tù chính trị đã xuất bản cái tờ báo Tiến Lên và tờ báo Ý Kiến Chung để mà đấu tranh ở trong tù. Ngoài ra thì bác còn khi mà bị đài nhà tù Côn Đảo thì cuối năm 1932 thì chi bộ nhà tù Côn Đảo được thành lập và bác được bổ sung vào chi ủy chi bộ nhà tù Côn Đảo. Bác cùng với một số đồng chí trong chi bộ đã đấu tranh đòi cải thiện chế độ lao tù tại nhà tù Côn Đảo. Khi mà cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công thì bác Phạm Hùng cùng với bác Tôn Đức Thắng và 2.000 tù chính trị đã nổi dậy giành lấy chính quyền và được tàu thuyền từ trong đất liền đưa ra để mà đón đoàn tù chính trị này trở về để tiếp tục tham gia cách mạng. Bây giờ chúng ta sẽ xuống phía dưới mình đến tham quan phòng số 9 nơi bác Tôn Đức Thắng từng đóng. Không có vô phòng được hết. Khi mà bị đài đi nhà tù Côn Đảo vào năm 1930 thì bác Tôn Đức Thắng bị giam giữ ở phòng giam số 9 là đầu tiên. Và bác Tôn được xem như là nhà lãnh đạo bị giam giữ ở nhà tù Côn Đảo lâu nhất. Bác bị đài ra Côn Đảo từ năm 1930 mãi đến năm 1945 khi mà cách mạng tháng 8 thành công thì bác được đón trở về đất liền để tiếp tục tham gia kháng chiến. Bây giờ chúng ta sẽ đến tham quan hầm khổ sai xây lúa nơi bác Tôn từng làm cặp đằng chính tại hầm xây lúa này. Cái thời mà bắt đầu Mỹ Nguyễn người ta mới làm cái câu lạc bộ này. Dạ đúng rồi, họ làm những công trình là giam của cô kiểu Mỹ dân làm cái đó, hiểu không? Dạ. Làm cái mà gọi là câu lạc bộ này nọ, nhưng mà đó là để vô là nó là tôi đang có đây, bên này cũng có tín ngưỡng đây, cũng có tôn giáo nhân đạo đây. Ở thời thực dân Pháp thì địch gọi nên đây là hầm khổ sai xây lúa. Và sở dĩ mà lúc đó thực dân Pháp gọi một cái căn phòng mà nổi trên mặt đất như thế này là hầm, tại vì chúng ta có thể hình dung là khi đó căn phòng này sẽ bịt kín, không có các cánh cửa thông gió như hiện nay. Và lúc đó thì ở phía bên trên địch còn giăng một cái lớp trần. Lớp trần này có thể làm bằng vải đen hoặc bâu tời, mục đích là để ngăn ánh sáng lọt vào cũng như là ngăn những bụi thấp trong phòng bay ra. Do đó mà tù nhân khi mà làm lao động khổ sai được một thời gian á, thì họ sẽ bị mắc hai căn bệnh. Thứ nhất là lao phổi và thứ hai là mờ mắt. Ở bên trong này thực dân Pháp sẽ cho bố trí 5 cối xi lúa. Nhưng mà mình nhìn thấy cối xi lúa này không phải là bình thường, mà địch làm bằng vỏ thùng rượu vang á, sau đó địch mới cưa đôi ra và lèn đất sét ở bên trong nên rất là nặng. Và trung bình lúc bấy giờ là từ 4 đến 6 người mới có thể kéo nổi. Ngoài ra dưới chân người tù còn phải kéo lê thêm một quả tạ nữa. Quả tạ này có thể nặng từ 3 đến 7kg. Điều khiển tù nhân ở trong hầm xây lúa thì địch gọi là cặp đằng. Ví dụ như đứng chính giữa ở đây, đây gọi là cặp đằng chính đây. Còn lại là 4 tên cặp đằng phụ. Những tên cặp đằng này là do xếp banh chỉ định từ những tay lưu manh lộ anh chị, cho nên là những tên này sẽ không làm việc. Sau đó sẽ dồn tất cả những công việc còn lại cho những người tù khác.
Và những người tù ở hầm xây lúa họ sẽ trở nên rất là hung bạo. Và cứ thỉnh thoảng thì họ sẽ nổi dậy để mà đập chết những tên cặp rằng hung ác. Và đó là chính là lý do vì sao khi vào năm 1933 thì bác Tôn Đức Thắng bị phạt vào hầm xây lúa này. Thì khi mà bác bị phạt vào hầm xây lúa này thì vài ngày sau thì tên cặp rằng Bảy Tốt bị hai tên tù thường phạm đánh chết. Cho nên là bác Tôn đã, địch đã chỉ định bác Tôn làm cặp rằng chính. Lúc đó là ý đồ của địch là muốn mượn tay những tên tù thường phạm để mà giết bác. Và lúc đó thì trong hầm xây lúa này đa số là tù thường phạm, chỉ có vài người tù cộng sản thôi. Ví dụ như là có bác Tôn Đức Thắng, bác Phạm Hùng cùng với một số đồng chí khác. Thì lúc đó là bác Tôn cùng với những cái đồng chí khác đã suy nghĩ rất là nhiều, tại vì đã biết ý đồ của địch. Nhưng mà cuối cùng thì bác đã quyết định là sẽ nhận chức cặp rằng chính với mong muốn là sẽ cải tạo được chế độ tại hầm xây lúa. Và khi mà bác làm cặp rằng chính tại đây thì việc đầu tiên là bác đã bố trí những cái công việc ở nơi đây trở nên phù hợp hơn. Tất cả mọi người đều làm việc, kể cả bác. Ví dụ như những người nào mà ốm yếu thì bác sẽ cho sàng sải lúa gạo và đóng bao. Những người nào khỏe mạnh hơn thì sẽ cho vác những cái bao thóc. Và cái công việc mà kéo khối xi lúa là một công việc nặng nhọc nhất, cho nên là bác đã bố trí nhiều người để thay phiên nhau, người làm người nghỉ. Ngoài ra thì vào mỗi tối bác còn tổ chức nhiều lớp học văn hóa để giáo dục cảm hóa những người tù thường phạm. Thì từ đó những người tù đây đã bớt hung hãn hơn, họ đã biết đọc, biết viết, có thể viết thư gửi về cho người thân ở trong đất liền. Và sau này khi mà ra tù thì đã có một số người đã giác ngộ và trở về tham gia kháng chiến. Khi mà không đạt được mục đích của mình thì Xếp Banh đã đưa bác về sở lưới mà sửa cano, tại vì bác Tôn là một người thợ máy rất là giỏi. Đến sang thời Mỹ Ngụy, Mỹ Ngụy đã cho mở những cánh cửa thông gió như mình nhìn thấy hiện nay. Sau đó đã chuyển nơi này thành bọn xá. Nhưng mà các cô mình hình dung là bọn xá này cũng bị dân cả nước nè. Thực chất khi mà địch đưa tù nhân đến đây thì mục đích của địch là muốn mua chuộc, dụ dỗ người tù tố cộng ly khai đảng trước giờ mất tích. Và chúng ta có thể hình dung lên đây giống như nhà xác, người tù chỉ nằm chờ chết chứ không phải là được chứ. Bây giờ mình sẽ ra phía bên ngoài để chúng ta đến tham quan khu xà lim. Thì là một trại tù của cô cũng có.